Kaiwin Wonder, mẫu găng vừa mới được ra mắt của nhà Kaiwin. Nói chung là đôi này mình sở hữu từ lúc mới ra cơ, nhưng mà cái quãng đấy mình đang đá giải với cả sức khỏe mình không được ổn định ấy. Anh em có thể thấy là bữa giờ offline khá là lâu ấy, với cả cái cổ họng của mình nó không được khỏe ấy. Phải công nhận một điều là với cái tầm giá này thì độ hoàn thiện của đôi này cực kỳ ngon. Chỉ có hơn 400 nghìn thôi nhưng mà cầm đôi găng trên tay thì mình cảm thấy độ ngon rõ rệt luôn đấy. Đầu tiên về thiết kế ngoại hình này, với quan điểm của mình thì mình thấy đôi này vừa mắt mình và mình thấy rất là đẹp. Phần backhand sử dụng chất liệu Dumbo, kết hợp thêm với một vài chi tiết dập nổi 3D, điển hình là logo của Kaiwin. À, cái tầm giá dưới thì anh em học sinh sinh viên sở hữu là cực kỳ hợp lý. Có xương bốn ngón có thể tháo rời linh hoạt anh em nhé. Đấy, anh em nào tay yếu thì lại là sự lựa chọn cực kỳ hợp lý. Đai quấn cổ tay dạng một vòng, vẫn có khung in tên cho anh em và có chun co giãn. Chi tiết tiếp theo thì ở cái phân khúc giá thấp này thì mình nghĩ là trang bị thanh chống chảy là một chi tiết cực kỳ ok nhé. Thứ nhất là mặt mút của đôi này nó sẽ không ở mức bền, nó chỉ ở mức tạm tạm thôi. Sử dụng mặt mút Grippy thì mình sẽ so sánh như thế này để anh em dễ hình dung. So với New Basic thì độ dính của nó sẽ kém hơn. Nói chung là mình cũng sở hữu khá là nhiều đôi găng sử dụng bút New Basic rồi. Theo cảm nhận và trải nghiệm của mình thì nó sẽ kém dính hơn và thô hơn New Basic một chút. Đánh giá chung về phiên bản này thì mình thấy rất là ngon luôn. Form chuẩn size, ngon, độ hoàn thiện cao, thiết kế cũng đẹp nữa, lại còn phù hợp với giá tiền. Nói chung là mặt mút này thì không thiên về độ bền, thậm chí nhiều anh em chơi có thể thấy nó yếu. Còn với mình, đánh giá là một phiên bản ngon trong tầm phân khúc giá tiền này. Đôi này thì mình không bán, anh em muốn mua thì có thể liên hệ trực tiếp cho trang chủ của Kaiwin để sở hữu một đôi. Kaiwin là một hãng lớn, anh em mua qua đấy, anh em sẽ có cái chính sách về sản phẩm tốt hơn nhé. Ok, giờ thì bye bye anh em.